hãy cùng một tràng vỗ tay thật to cho Nguyễn Xuân Bách, MAS, Nguyễn Công Tuấn, PHÀN, MAXWELL. Ê, 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 máy chim đi vào game, anh em đông đủ không cần nhận thêm đàn em. Rap là công việc chứ không phải đi làm thêm. Anh biến phòng ngủ của anh trở thành phòng thu. Yes, working hàng đêm, yeah. Số lượng công việc vẫn đang ngày một tăng cao. Chất lượng phải tốt như là khách sạn 5 sao. Anh cần thời gian để đọc thêm chuyện Nam Cao, nên không có thời gian để nghe mấy lời chẳng sao. Có một số đoạn flow anh không thích bởi nó cứ lặp lại nhiều. Anh muốn nó biến đổi hơn, nhiều hơn nữa. Anh thấy cái hướng phát triển về flow này rất hiện đại luôn. Em muốn nó phải biến đổi nhiều hơn nữa cơ thì nó mới đã được. Đấy, em sẽ làm nó biến đổi trong những vòng sau ạ. Chắc không? Em chắc. Anh sẽ cho em một cơ hội. Yeah. Anh chọn em. Anh sẽ cho em một cơ hội. Ok, anh sẽ cho em một cơ hội. Em cảm ơn các anh ạ. Chịu dừng lại để quên đi những ước mơ. No way. Tồn tại làm đẹp thêm cho những tấc thơ. Ok. Phải dừng lại để quên đi những khao khát. No way. Đam mê khiến cho ta thêm yêu giấc mơ. Ok. Hey. Đã bao lần ta đã thua cuộc ha. Cố gắng nhau lên nhưng chưa được ha. Bao nhiêu lần cô ghi ra vần rồi đi lên xa rồi quên luôn vần mà ta chưa thua. Những cái lần ta đã thua cuộc ngay trước mặt người ta, dù trong lòng không vui nhưng vẫn cố nén nỗi kể ra. Ta không cần lời khen ngọt ngào mà họ vẫn vòng vào ta. Ta chỉ cần tình yêu với đam mê này sẽ chẳng rời xa. Âm thanh này luôn tách biệt, luôn được nhiều vị cách duyệt, đưa vào trong danh mục đặc biệt được nghe vào đêm ngày. Đam mê và hành động thì lại luôn là một vị khác, luôn dệt lên chuyển độ và dòng mỗi bài đều là kỳ tác này. Không cần phải chờ thời rồi lại ngồi đưa câu vần vào lời và luôn chủ động mở lời để làm đẹp thêm âm nhạc về rap. Anh xin lỗi, anh sẽ không chọn. Tôi chọn bạn. Tôi sẽ cho em một cơ hội. Mình chọn. Yeah, em cảm ơn anh ạ. Lên, lên. Cuộc đời học sinh thật nhọc kinh để có được tấm bằng thật bự khi mà giáo viên hô học sinh là lúc đó còn phải trật tự tháng nào tao ghép cứ đi chợ đi hết 18 năm cuộc đời. Ok, ok, hàng ngày chị chàng cũng chả thấy ta có thể nhận nó cả ngày. Wow, cô chỉ là mái nhà thứ hai ấy, thấy cô là bố mẹ chứ ai ấy, lúc nào cũng ở nhà trường. Vừa vào đầu phần thể hiện, em đã bị hụt hơi rất là nhiều chỗ. Nhưng điểm cộng của em lại tương tác được khán giả. Anh sẽ cho em một cơ hội. Anh sẽ quyết định không chọn. Không chọn. Anh sẽ cho em một cơ hội. Em cảm ơn anh ạ.